chào tất cả anh em đã đến với kênh Ship Buôn Hải Nguyện. Hôm nay là thứ hai 30 tháng 10, xin chúc cho toàn thể anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc và một tuần mới thành công trong công việc và gặp nhiều suôn sẻ trong công việc. Hôm nay em lên một ít hàng cỏ mồi thuốc để vô luôn với anh em. Cách dùng dịch của bên em chỉ là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em 7 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Ship Buôn Hải Nguyện là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code. Mong anh em những anh em mới lưu ý giúp em vấn đề ha. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Em đem một con sapphire cắt riêng chủ đề cross. Trên nắp thì nó có hơi cấn dâm nhẹ xíu khúc này. Ở đây nó làm cho nó hơi nhìn nó hơi giống như là bị cấn. Cấn trên này xuống bắt đầu nó hơi lồi chỗ này xíu lên. Mà không ảnh hưởng gì nhiều ha. Sản xuất 201. Lề lối đẹp. Đây nó chỉ có vài điểm dập tim nhẹ đây. Góc cạnh còn lại thì khá đẹp. Không thấy xước xét gì ha. Thăm cũng hay. Bánh bé. Trùng năm chưa sửa chữa ha anh em. Bánh cực bén luôn, âm hay. Rồi mã đầu tiên qua mã số 2. Mã số 2 là một con mạ bạc, nó có cái này nó đắp nổi. Nó đắp nổi lên hình những diệp bi nhìn cũng hai mặt luôn. Nhìn nó cũng khá là lạ. Sản xuất 205, nó có những điểm oxy hóa ha. Ở đây nó có một điểm cấn. Có một điểm cấn đó duy nhất thôi anh em, và hai mặt này nó được cắt nổi, cũng khá hay, nhìn nó khá là lạ. Bánh bén luôn. Ruột trùng 5 tháng. Sửa chữa luôn nha anh em. Hai mặt này đắp nổi ha, nhìn nó lạ lạ. Rồi em xeo cái con quỷ này luôn. Một con mạ bạc
cắt spoon full full nắp sản xuất 202, có cấn nhẹ một điểm, lề lối đẹp, lớp mạ bạc thì thấy còn còn nguyên. Chấm kim nhẹ đây nha anh em. Ngoài ra là góc cạnh còn lại thì đẹp và chủ đề khắc ăn mòn full nắp. Số 202 350 luôn. Số 3 350. Có một con số đồng 215. Con này xả sơn anh em. Con này xả sơn chính điện nha. Con này nó như mới luôn á. Buộc trùng 5. Chủ đề này là chủ đề về công ty Zippo. Ruột mới. Vỏ này là vỏ xả sơn tĩnh điện. Đây còn lớp sơn nè anh em. Nó là xả sơn tĩnh điện ha. Ruột vỏ thì nó như mới. Phay xước hai mặt, nội địa Mỹ, sản xuất năm 2020. Chủ đề Space Force, lực lượng đặc biệt, được khắc laser tại Việt Nam. Tình trạng là chưa qua sử dụng. Một cả canh 9 năm cho anh em. Tiền khắc ở đây không là 50k đó. Qua sử dụng ha. Ruột trùng 5. Em cũng hay. Rồi, em lên một con con này là xả lớp mạ bạc nha anh em, xả lớp mạ bạc và zin của nó là khắc ăn mòn nắp và thân dưới như vậy ha. Sản xuất năm 97. Trên nắp nó có một điểm cấn. Góc cạnh còn lại thì ok.
sẽ báo cho nè. Con này cũng khá đẹp. Có một điểm cấn ở đây nè. Rồi em lên một con bản thử nghiệm của bản kỷ niệm. Bản kỷ niệm 50 thờ này cũng cũng hay nè. Được khắc ăn mòn zin hãng. Chứ bật lửa chứ quạt máy ha. Đây là thử sức lửa trước gió. Tạm dịch là như vậy nha anh em. 1932 1982 cắt full nắp trên nền HP ha. Một cái bản thử nghiệm này nó cũng không nằm trong cái set nha, những cái bản kỷ niệm này cũng không nằm trong set 6 con. Ở dưới này nó có một điểm cấn rất là nhẹ. Màu rơm thì anh em thấy cũng còn khá đẹp ha. Có, nói chung là qua sử dụng thì con này nó cũng có xước của dòng HB. Và nó chỉ có một điểm cấn ở đây thôi, xíu xíu. Lề lối đẹp. Con này thì em cũng vẫn chưa canh chỉnh cốt lề của nó là zin ha. Con này nó cũng có chất âm, anh em cần canh chỉnh âm thì chốt em canh chỉnh. Con này thì nó ruột rõ vạch. Ruột trùng năm rõ vạch luôn ha. Đây là một cái bản kỷ niệm cũng đáng để chơi. Kỷ niệm 50 thờ. Con này chất âm nó có nè, nhưng mà em chưa có làm cốt. Cốt lề này, cốt lề zin. Nguyên zin chưa sửa chữa luôn.
Rubin đệ tam, siêu trầm Rubin ha. Con này thì nó làm khá là nhiều phức tạp. Em lem ở trên nắp này là chữ này là chữ đắp nổi nè nè. Mặt sau thì em lem full nắp, vừa khắc ăn mòn, vừa khắc ăn mòn ngược, vừa khắc ăn mòn, vừa khắc ăn mòn ngược, em lem rồi đắp nổi nữa. Viền thì em làm thêm, cái viền thì em làm thêm cho đủ bộ luôn. Con rubin này cũng khá độc quá, cắt hông, cắt hông rồi đắp nổi, em lem trước, em lem sau, full nắp, cắt ăn mòn rồi cắt ăn mòn ngược nữa, em gõ thêm cái viền nữa. Con này chắc chắn không có hâm ha. Bên đây nó có em lem này là zin theo diếp luôn nha anh em, 40 thờ chơi đắp nổi nè. Đủ độ lạ luôn cho một con Lubin. Ruột 07, ruột cũng khá đẹp mà. Màu ruột khá đẹp, chưa sửa chữa ha. Anh bén chưa sửa chữa. Rubin này là bao độc lạ luôn nha anh em. Đây một con này nó cái gì mà nó nhanh nghe xíu em con son em chùi nữa cho nó có dính keo hay dính gì. Niken nó bị ố. Lớp Niken nó bị ố. Con này sản xuất 88.
mới đẹp. Góc cạnh đẹp không cấn mớp. Cái góc Nikan nó con này đã được spa nha anh em. Như trước nó mạ bạc á. Bị dập lỗi. Dù cái dập lỗi không anh nè. Chữ 88 mà nó dập ngược chữ ngược lại nè. Thường những cái gì mà trên Zippo mà lỗi thì anh em tụi em nó xem như là độc lạ. Bánh bán đây ngay cả cái ruột này nó dập còn lỗi như vậy thì nhiều cái để mà nó lỗi lắm. Đây là chứng minh cho anh em những cái lỗi của nó nè. Này là lỗi hãng ha. Con này thì nó không có góc cạnh, em thấy nó không có cứng mớp. Nó không cứng mớp. Series Vintage 1937 chặt gốc trên nền HB. Con này là bản thử nghiệm không 1 tháng 2 la mã. Bản thử nghiệm thôi nè. Lề lối đẹp. Có dành kim nhẹ xíu. Góc cạnh khá ok, có một điểm em thấy có một điểm dầm kim đây. Lớp rơm cũng còn nhìn còn khá đẹp. Đúng chuẩn cho dòng 2 la mã không 1 tháng ha. Bởi vì lúc trước chưa có mọc la mã thì chắc chắn thì không có ruột la mã rồi. Và nó sẽ đi sử dụng cái ruột 86 ở bên hai vạch huyền là với mấy chuẩn cho một con bản thử nghiệm ha. Bản thử nghiệm la mã 2 la mã không 1 tháng ha. Con này tổng thể cũng còn khá đẹp đó anh em. Có xước nhưng mà và có một điểm một hai điểm dâm kim rất là nhẹ. Qua sử dụng, hàng qua sử dụng nha.
Lên một con ma bạc đi Mythic 0154 khắc ăn mòn full nắp. Emblem này là lúc trước nó ở dưới nó cũng có một cái emblem này cũng thuộc gì nè, Crypto Angel, cũng là thuộc về một cái thiên thần, cánh thiên thần, thì chủ đề thiên thần. Em lấy cái nó bị mất cái emblem ha, emblem cũ bị mất, em lấy emblem của con zip khác, chuẩn riêng của con zip khác, em dán qua để lắp trời cái điểm của emblem cũ sản xuất năm 95, và ở dưới nó có một vết hàng dạng tấn. Còn nguyên ha, và nó có một điểm như vậy thôi. Nó có một điểm như vậy, lớp mạ bạc thì còn nguyên, chưa phôi phai. Nhìn cũng khá là đẹp lạ, bởi vì nó mất cái emblem cũ rồi. Và emblem này là zin từ con zip khác em lấy qua. Ruột trùng năm 95. Ruột cũng còn rõ đẹp. Có 102 luôn. Khá đẹp. Chưa sửa chữa gì luôn ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn rất nhiều. Em cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào.